Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin đó, là ngày hôm nay thì em muốn lên chia sẻ cho quý vị và một số cái thông tin thì nó cũng liên quan tới những anh em YouTube. Theo quý vị và các bạn cũng biết thì mấy ngày hôm nay đó cũng có rất là nhiều anh em YouTube thì cũng bị một số là dân anh chị ở đâu đó quý vị thì điện thoại và hăm dọa và đe dọa gì đó quý vị. Nói chung á thì điện thoại rồi lại tới nhà, hâm lại tới nhà rồi tác động vật lý gì đó vậy, rồi cấm đi ra ngoài đường gì đó, ủa tùm lum hết trơn đó quý vị ơi. Nhưng quý vị biết á, cái mâu thuẫn đó từ đâu mà ra không quý vị? Là do những cái kinh này á là lên phản biện nè, hoặc là những cái kinh này á là lên khịa những cái người á là bọn YouTube dơ như là luật sư thằng Nico nè, hay là luật sư Thanh Từ Trần gì nè. Đó thì quý vị cũng biết là cái kênh của anh Kiệt Cứng Đạt mà đúng không quý vị? Thì anh ta cũng lên tiếng là anh ta khịa, anh ta nói về cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình rất là nhiều, về những cái lần mà cô ta bị người dân tác động vật lý đó quý vị. Thì cái chuyện mà cô ta bị tác động vật lý đó, thì ai cũng biết rồi đó, nhưng mà anh ta lên anh ta chê bai cô này quá hay sao đó, thì bắt đầu như là cô này có những cái động thái là thuê người, hay là có một số người nào đó thì tự nhận là giỏi sư giỏi gì đó quý vị, tự nhận là anh của cô hàng đi cô, là điện thoại cho anh Kiệt Tính Đạt thì cũng một lần rồi đúng không quý vị? Thì lần đó em cũng chia sẻ rồi, nhưng cái lần tiếp theo này thì lại tiếp tục là điện thoại là hăm dọa và đòi lại tới nhà, làm cho anh Kiệt Tính Đạt sợ không dám ra khỏi nhà luôn quý vị. Thì quý vị cũng biết thì những cái bọn này á là chỉ biết là lên hù và hăm dọa thôi, chứ biết làm gì quý vị. Quý vị thấy không, có rất là nhiều lần rồi, và nhiều á là những cái kênh YouTube khác á cũng bị hăm dọa. Ủa tại sao mà lại hăm dọa những kênh YouTube này quý vị? Trong khi lúc đó đó, đầu tiên á bà Hằng á bà cũng lên tiếng á, bà nói những người này rất là nhiều, và tại sao lúc đó những cái võ sư đâu hết trơn rồi không lên tiếng hăm dọa rồi tác động vật lý bà Hằng đi, rồi có những cái lời thách thức với bà Hằng đó, rồi bà Hằng bà cũng lại tới nhà đó, rồi sao thấy võ sư nào mà ra mặt hết trơn vậy, thấy bả lợi xong bắt đầu trốn chui trốn nhủi hết trơn. Ủa võ sư gì ngộ vậy quý vị? Bây giờ thì bà Hằng bị bắt rồi, mình không nói rồi. Rồi bây giờ tới những anh em YouTube thì trời ơi, rồi hâm những em YouTube này, hâm những anh em YouTube kia, rồi tới nhà tác động vật lý, không biết có dám lại tới nhà ta không nữa quý vị. Làm như cái xã hội này là có mình nên người ta, có mình nên mấy người đó hay gì á, không có công an hay gì á, trời ơi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm mà ghê quá, làm cho người ta sợ quá quý vị. Quý vị thấy không, chứ không phải là một mình là anh Kiệt Tấn Đạt, thầy Dinh Như Quỳnh cũng vậy nè, đó cũng bị từng bị á, là những dân anh chị nghe nó ở Bến Tre hay gì đó cũng điện thoại hăm dọa đòi tới nhà xử lý, rồi hăm dọa kêu phải xóa kênh, lập không cho lên trên mạng xã hội nói chuyện nữa, nếu mà còn lên trên mạng xã hội thì sẽ lại tới nhà liền, ghê không quý vị? Ai mà lên mà chống đối và nói về lợi những cái bọn lương như vậy đó quý vị thì sẽ bị hăm dọa và lại tới nhà liền, rất là sợ. Nói chung thì em cũng sợ, không biết có khi nào mới mốt em cũng bị điện thoại lại không quý vị. Mà chắc không có điện cho em được đâu quý vị ơi, tại em có bỏ số điện thoại lên đâu điện lấy gì kiếm được em mà điện đúng không quý vị? Đó thì có rất là nhiều những anh em YouTube, hoặc là như quý vị cũng biết là cái kênh của Lạc Phong nè, đó thì cũng bị là điện thoại là anh Lạc Phong thì quý vị biết rồi, hâm bẻ giò luôn mới ghê nghe quý vị. Giò người ta nó đi cà nhắc sẵn rồi, bây giờ hâm bẻ luôn cái giò người ta nữa, làm người ta sợ, cái người ta chạy đi tới bên Hà Nội luôn, chạy đi tới Đà Lạt là gì luôn, quá trời hâm dọa mà ai mà không sợ đúng không quý vị? Giết rồi anh em YouTube người ta bỏ trốn đi hết trơn đó. Thì quý vị cũng biết là cái lý do á là tại sao mà những người này á ưa điện thoại và hâm dọa những em YouTube như vậy, đó là vì những cái kênh YouTube này á lên phản biện và phân tích về những cái người này quá chính xác đi, nói quá trời hay đi, nói đúng ngay những cái điểm yếu không à, bởi vì sợ bị lòi mặt chuột thì bắt đầu mới dùng những cái chiêu là nhờ những cái dân anh chị ở đâu đó, hoặc là tớ có một số dân anh chị tự xưng là anh em gì đó thờ lên hăm dọa. Ủa tại sao không đi hăm dọa những cái bọn mà gừng sĩ nè, hoặc là không không đi hăm dọa những cái anh thằng y gì đó, những cái người đó đó, nó cũng có sai mà, tại vì biết không hăm dọa người đó được đúng không quý vị? Chung một ruột với nhau mà, đâu có dám đụng tới những người đó, trời ơi đụng tới những người đó đặng bay ghế sao,
marketing tuổi sau đi theo những người đó đó, người ta còn bợ chứ lên được định bợ người ta đó, người ta còn đưa lên được chút đỉnh chứ mà chống đối những người đó là mắc hết trơn. Trời, quý vị cũng biết rồi, người ta có thế lực rất là mạnh ở, còn ở bên đây thì đâu có ai chống lưng, thì chỉ biết thì lên phản biện như vậy thôi. Thì bên kia dùng những cái giỏ mồm, thì những cái cô chàng luật sư đó thì dùng những cái giỏ mồm á, hù những anh em YouTube nè, rồi xong rồi hù luôn tất cả những người khác. Thì quý vị biết nha, hầu như những cái kênh YouTube nào á mà mới nổi lên á, hoặc là có tiếng nói trên mạng xã hội á, là bắt đầu bị tấn công rất là nhiều. Quý vị thấy không, như những cái vấn đề mà cái anh Hoàng 6, Hoàng 7 gì thôi bị cái gì đó, hoặc là tự tạc cái copy. Quý vị nhớ cái vụ anh Hoàng 6 rồi, mắc cười rồi, chạy vô trong cái hẻm, cái dàn dựng đạp xe ngã, cái lấy chai nước chai bia gì đó đổ lên mình, đổ thừa cho anh Quấn Bình Dương, tấn công anh ta, đổ thừa anh Quấn Bình Dương, kéo 5-6 người lại quán tạt bia vô mặt làm anh ta bỏ chạy, rồi cái anh ta lên làm clip. Cái kết cục có vẻ không, vừa mới làm cái buổi sáng không à, chút xíu đi xóa clip bỏ, tại hiểu biết đưa cái thông tin mà buông khống sai sự thật bị anh Quấn Bình Dương lên nói ngay chốc hết đường chạy, cái bắt đầu phải xóa những cái clip đó, sợ bị người ta kiện vu khống xuyên tạc hả, rất là rõ ràng đúng không bị. Rồi còn cái vấn đề á là của con hàng Nico cũng vậy, tự nhiên nó bị ai tác động vật lý không biết đó, cũng quay qua chụp, quỳ chụp đổ cho Quấn Bình Dương. Lúc đó thì quý vị cũng biết là thời gian đó thì anh Quấn Bình Dương thì chắc đang làm giang hồ hay gì đó vậy, nên nó đi đâu cũng bị quy chụp, đó là đi tấn công người ta trên làm anh Quấn Bình Dương cũng hơi biết đường nói luôn bạn. Nói vậy quý vị cũng thấy đó, là anh Quấn Bình Dương cũng lên trên mạng phân giải phân trình, nói trời ơi làm găng mà cũng đi làm giang hồ nữa. Quý vị thấy cũng ngộ không, quy chụp rất là rõ ràng, người ta đi đâu thì chuyện của người ta, mà miễn có cái chuyện gì á là bắt đầu đổ thừa những kênh YouTube. Ủa sao mà ngộ quá, không lẽ mấy người đó làm cái gì á là những kênh YouTube này chịu trách nhiệm, thì đã lên trên mạng á mình phản biện với nhau rồi, nếu phản biện á mà không lợi người ta thì thôi im đi đó, đúng không quý vị? Thì mày đặt chơi những cái chiêu mà hù dọa và đe dọa làm gì, bây giờ có pháp luật mà quý vị, trời, pháp luật Việt Nam người ta hay lắm chứ không phải pháp luật người ta dở đâu, mà muốn hù người này hù người kia thử tới nhà người ta đi, tác động vật lý người ta thử xem, người ta điều tra tới bến không đó, chứ mày đặt ở đó mà anh đe lên dọa. Còn những cái vấn đề á mà những cái bọn này á bị cơ quan chức năng á hoặc là bị những cái người dân á tác động vật lý gì đó vậy thì cũng rất là vừa, rất là thích đáng rồi đó. Thì nói chung á thì những cái thông tin mà em muốn lên chia sẻ cho quý vị và các bạn á thì nó chỉ có bấy nhiêu thôi, tại vì em thấy á là hổm rài nè, những cái bọn mà YouTube dơ này với một số dàn luật sư bẩn bựa này hình như là rất là manh động, rất là bức xúc như thế nào đó vậy, có những cái chiêu mà thuê người hoặc là mướn người rồi bắt đầu muốn tấn công những anh em YouTube hoặc là muốn hù dọa làm cho những anh em YouTube người ta sợ, người ta không nói những vấn đề đó nó hay gì đó. Nhưng thật chất thì anh em YouTube người ta chả có sợ đâu, tại vì có pháp luật mà người ta sợ thì chuyện gì mới chuyện đó quý vị, đúng không quý vị? Đó thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Sánh rồi, nói chung kênh của em nó mất đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh cái nó phát triển hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào và bye bye quý vị, bye bye.